Cà phê ngon quá chị ạ. Vâng. Vâng. Anh em mình uống nhá. Rồi rồi rồi. Keng. Keng cà phê các bạn. Anh là chỉ ăn chai thôi chứ nhậu thì không có nhậu. Vâng. Em cũng không nhậu đâu, em chỉ keng cà phê với trà đá thôi. À. Không có, chiên suốt luôn mà chứ đâu phải là. Em cũng thế. À, vậy vâng. Đó hả? Em không uống bia rượu. À, vậy vâng. Là tốt quá. Vâng. Họ treo hàng đó lên cho tao biết giá lại mua. Ờ, về có bán mặt hàng đó. Nhưng mà bán là đa số là bán sỉ không à. Nhưng mà mình thấy những cái chiếc ghe nào không có treo bẹo mà chở đầu nhóc hết trơn. Những chiếc ghe đó là mua đồ chứ không phải là bán. Cũng như mua chợ này sang chợ khác giao lời cho đồng mối trên bờ. À, nhưng mà về cái thời xưa mình ở đây đó là cái ghe xuồng tam bản, ghe nhỏ hay xuồng chèo rồi đó. Nó chèo ra đây tấp nập luôn. Nhưng mà thời gian sau này đó, nhà nước có mở đường lộ vô tới vườn luôn. Người ta dùng chiếc xe Honda này làm cây đòn để gánh hai cái vỏ tới chỗ giao cho đầu mối luôn. Bởi vì ghe nhỏ bây giờ nó giảm lại là nó vậy. Chứ ngày xưa là đông nghịt luôn đúng không? À, đông đông dữ dằn lắm, mình chạy vô trong là cả vấn đề. Có khi tắt đường luôn. À. Thì nó tương tự như đường xe tắt đường vậy đấy. Vâng. Dạ, cháu không mua cái này. Cho ly phê đá luôn đi ơi. Nhưng mà về cái cuộc sống của người ta trên ghe giống như là một căn nhà luôn nha. Vâng. Chứ không phải là về cái buổi sáng này không. Đúng rồi. À, 24/24 luôn. Vâng. Nhưng mà đặc biệt có cái giờ sáng sớm là ta bán được hơn các buổi. Vâng. À, bởi vì sáng là bán tấp nập hơn. Khách vâng. Ta mới nói cho rõ ràng cho khách ta hiểu ta mới đi buổi sáng không là nó vậy. À. Nhưng mà buổi chiều nó cũng vẫn còn bán. Nhưng mà về cái, những cái mặt hàng đó người ta không có đặt. Vâng. À, nó mua tự giao thôi. Như kiểu bán lẻ hoặc là ví dụ như các nơi họ... họ chuyển hàng về để họ đưa lên ô tô đúng không anh? À đó, ô tô rồi những cái ghe khác nữa. À. Ghe để mua chợ này sang chợ khác giao cho đầu mối trên bờ luôn. À. À. Anh ở đây lâu chưa anh? Mình từ nhỏ tới lớn luôn. À thế anh người đây luôn à? Từ nhỏ tới lớn. Người dân ở đây luôn bởi vì mới hiểu gần vậy. À, thì thời xưa là cũng cha mẹ quên là cũng có nghề mua bán trên sông này. À, nhưng mà cái chợ nổi mình có đầu tiên nhất là ngoài Cần Thơ lận. Rồi hồi lúc làm bờ kè tới giờ nó đuổi nó chợ vô trong này nó quen hết chợ trong này. À. Phải chữa đá luôn đi. Thế ngày xưa nó là bến Ninh Kiều à? À bến Ninh Kiều, ngay đó là có chợ nổi luôn. À. À. Thế bây giờ là nó được chuyển vào đây luôn. À, lý do nào vận chuyển em biết không? Nó làm bờ kè đó rồi sợ ghe cổ rồi đậu đông đúc rồi cái xà lan nó qua lại rồi nó sợ xảy ra tai nạn rồi. Nó giờ chợ vô trong này rồi nó quen cái nó chợ trong này nó không có giờ ra ngoài bà. Tại vì ở ngoài là làm những cái bờ kè lên xuống hàng đồ cả vấn đề bà. Đúng rồi. À. Nó khó hơn nhỉ. Không, em thấy cái chợ đá đi, em thấy chợ cái phong cách như thế này là hay ấy. À, nhưng mà về cái phong cách của mình đó, những cái nét nhà nhỏ nhẹ tự nhiên như vậy nè, xem nó hay hơn là cái những cái bến tự tạo. Đúng rồi, nó thiên nhiên. Về cái phân tích ghe chợ của mình á, ví dụ cũng như ta bán chế bí không là ta phải treo lủng lẳng chế bí lên trên cho tao biết ghe đó có bán bí. Vâng. Mà có thứ treo cái này bán kia là em biết cái gì không? Treo cái này bán cái kia à? Không. À, thì tương tự như đeo treo đầu dê bán thịt chó vậy đó. Ừ. Nhưng mà ý nghĩa nó khác hơn. Ví dụ à như nào? À cái đó là nó treo tấm lá lợp nhà lên là họ bán gì? Tấm lá lợp nhà à, lợp nhà ở của ông bà mình ở hồi xưa đấy. Vật liệu xây dựng à? Bật không điện. Bán luôn cả chiếc ghe. Ôi rồi ghe đầu bán là nó treo tấm lá lợp nhà lên đó. Em tưởng bán vật liệu xây dựng. Còn cái gì nữa hả anh? Còn cái gì nữa? Còn cái gì nữa? À. Thế là đến thời ông bà mình là vẫn kinh doanh ở trên sông nước. À. À nhưng mà nói cho em hiểu một cách là như vậy nữa. Nhưng mà trên ghe đó em có thấy ở trước mũi ghe có cái cây dựng đứng ngắn lên vậy đâu phải không? Khoảng dài tắt đó. Vâng, là giống như là một cái căn nhà mình trên sông có cái bàn thông thiên ở trước. Ở trong mũi ta thờ bà cậu, ghe nào cũng đều vậy hết. À, giống như ở trên bờ là bà thờ thổ địa đấy ạ. À? À, thổ địa đó. À. À. Hay nhỉ. Đấy anh không nói thì em không biết, không để ý những cái chi tiết đấy đâu. Đấy. Thế anh ơi, ở đây là người ta ăn này, người ta phải lấy nước ở trên bờ xuống đúng không? À, thì hồi xưa thì ta lấy tận nước sông rồi ta xài luôn. Nhưng mà xài vào cái lúc gầm 30 thôi. Vâng. Chứ những con nước kém là nước nó không được sạch gì mấy. Vâng. Ừ. Có nghĩa nước lớn thì mình xài được. À, cái đó là nước gầm 30 là nước nó nước dâng cao, nước lên nó nhiều hơn. 30 là 30, 30 âm lịch nha anh. À, âm lịch đấy. À, cứ như thế à. Như kiểu mình tính theo trăng ấy hả? Hay, hay quá, bây giờ em biết được bao nhiêu thứ đấy.
Em đi từ Móng Cái Cà Mau rồi. Em đi tháng rưỡi rồi. Đi xuyên Việt và em đi tìm hiểu văn hóa du lịch các thứ. Mình chạy ghe rồi mình nhìn thấy, mình phân tích cho khách ta hiểu mà nó có được rõ ràng hơn. Đúng rồi. Cái quan trọng là người ta đi, người ta ngoài ngắm cảnh ra, người ta muốn tìm hiểu cái văn hóa của mình. À, cái văn hóa Chợ Nổi như thế nào. Vâng, cái đấy mới cái hay. Ừ. Tận nơi luôn. Vâng. Thế thì những người ở ngày xưa, em hỏi những người ngày xưa, ví dụ như là thời cha ông mình ấy, mà ở trên sông nước mà có người mất ấy thì như thế nào? Có người mất hả? Vâng. Thì cũng mượn cái bến trong bờ gần đó, những cái nhà không ở đó. Vâng. Rồi ta mới che lên rồi ta làm đám. Làm đám. Ừ. Nhưng mà ví dụ như là chôn cất, là mình chôn cất ở đâu? Người ta cũng có quê hương ở trên mà. À đúng rồi nhỉ. À, chứ đâu phải là riêng ở đây không. Đúng rồi, đúng rồi. À, cũng như CM đó là từ Cà Mau là đây mua bán. Vâng. Đó. Viết tắt ra. À viết tắt biết. Vâng. Xong người ta lại về đấy. Em cứ tưởng tượng như về Ấn Độ là thiêu. Đâu phải đâu. Không phải hả? À. Anh đi gần nhìn mặt anh khờ khạo thì, nhưng mà biết nhiều cái chi tiết văn hóa của Chợ Nổi của mình. Vâng. Dân bản địa rồi. Anh, thế cho em hỏi là ví dụ như là cái thời anh ấy là cái thời mà ví dụ như anh thời thanh niên đấy. Đi tán gái nhà anh hả? Đi tán gái có biết tán gái không? Không không. Không tán gái à? Không không, cái việc đó là không. Không bạn, tại... ở trên Chợ Nổi ấy, ví dụ những người sông nước ấy không có tán không, nhau à? Tại vì tán có tỉnh. Những người khác thì có, nhưng mà về anh thì không. À, vâng. Tại vì anh cứ suy nghĩ mình có vợ trước đây nè. Là cả một thêm một cái ý nữa mà mình sợ mình chả hiếu đồ khó khăn. Không. Bởi vì mới còn ở tới giờ. Ô thế hả? À. Ờ. Thế bây giờ nha, ví dụ như những người khác. Những người khác ví dụ như là người ta đi bây giờ mỗi nhà đúng không? Người ta có một cái ghe một cái nhà trên nước linh đênh, nếu ví dụ người ta muốn tìm hiểu nhau ấy thì người ta như thế nào? Tìm hiểu nhau hả? Ừ. Thì mình tạo điều kiện mua bán gì đó. Rồi cứ hỏi qua nồi này nọ đó. Rồi cứ hợp ý rồi cứ tới luôn à. Thế hẹn hò như nào anh? Không có hẹn hò à? À, tại vì hẹn hò anh nó không có gành mà. Ừ, chứ biết mà. Ừ vậy. Không, cái chuyện đó dốt thì cha mẹ nó càng tốt hơn. À. Thế thì khó nhỉ, ở đây cũng khó đấy nhỉ. Hẹn hò khó đấy, hẹn hò làm sao mà rủ nhau đâu được. Nhờ như trên bờ thì khắp cũng có nhiều nhưng chỗ. Nhưng mà nói chung hết á, em hiểu cứ rõ ràng là gì đi. Cái duyên cái nợ, cỡ nào ở đâu nó cũng thấy á. À. Chứ đâu phải là người nam ở đây là có vợ người nam ở đây đâu. À, không? À đúng rồi đấy. Có khi họ lại lấy người ở trên bờ hay ở đông đâu anh nhỉ? Đó. Nói chung là thì bởi vậy ta mới nói là cái duyên nợ, phải không? Có duyên nợ với nhau mới sống bền được. Anh ở ngoài kia có câu là có duyên có số là nó bổ với nhau ấy. Thì hay. Duyên nợ với nhau đặng sống với nhau đặng trả nợ đó. Vâng. Anh em mình khen cái đó. Yo. Hai em thấy thú vị đấy anh ạ. Nó khác hoàn toàn với những cái gì em biết. Hay. Tại anh từ xưa giờ là chỉ làm nghề Chợ Nổi này thôi chứ không có làm gì nghề gì khác. À. Nhà anh rất gần đây hả? Thì cái bến mình nãy đấy. À nhà anh đấy luôn hả? À. Nếu mà mình ở không có đất nó cháy rụi luôn rồi. Vâng. Nhờ mình làm có đất rồi có ăn trái ăn lạc rồi đó rồi. Vâng. Cái đó là suy nghĩ chắc là ông bà ông che chở cho mình. Vâng. Tốt đấy. Ừ. Vâng. Thì cháy Chợ Nổi hồi năm rồi đấy. Vâng. Nhà mình không bị đúng không? Rồi nó lém những cái đòn tay cái kèo lém hết trơn luôn rồi. Ờ. Nhưng mà tới đó là nó ngã luôn qua như lại. Quá may vậy. À. Đấy đúng như anh nói là ông bà che chở đấy. Chứ còn cháy như thế thì thường thường là khó lắm. Vâng. Thì những người phòng cháy chữa cháy ta xuống ta nói phước đức cả chục đời mới được vậy. Đúng rồi. Không, chỗ nhà anh này em nhìn thấy là biết là có lộc rồi. Tại vì cái điểm đó đó, rồi. Thời xưa đó, vô là nó đâu có đường đi như mình hồi nãy đâu. Rồi. Rồi anh mới đi vô mà anh ăn lạc ăn chay như vậy nè. Rồi ginh từ cục đất rồi đắp lên ra nó thành được cái đường vậy đó. Bữa nay mua tôi củ sắn, cái gợ, khoai ngọt gì đó vân vân phải không? Vâng. Phải chọn các mặt hàng đó mua trước. Nếu mà mua trễ quá là không đủ hàng, hoặc là giờ mua hàng xấu giao cho người ta mất mối. Vâng. Bởi vì sáng nó bán hơn rồi nó vậy. Đúng rồi.
còn trưa chiều nó cũng vẫn còn bán, nhưng mà bán nó không có bằng buổi sáng này. Buổi sáng thì đông khách nữa, họ kết hợp đông khách là về những cái du thuyền chợ nổi nữa, đi nó thấy nó sôi động hơn à. Chứ là bán là lúc nào nó cũng vậy hết. Anh làm như thế này thì chắc là mình không có thời gian nghỉ trưa đúng không? À, cũng có chứ. Có thay nhau à? Nhưng mình thì nhà ở mình, nhà mình đông người thì mình thay nhau nhỉ? À, thay nhau. Cũng như nãy giờ anh ghế dưới ngã múc dưới chạy rồi đấy. Thì về cái cuộc sống đích thực là của người dân chợ nổi ở đây nãy giờ đã giải tỏ cho em hiểu nãy giờ đó. Tí là em đi em sẽ soi lại lần nữa, soi mấy cái chi tiết anh bảo ấy. Cái cây mà người ta treo hàng ấy anh, người ta gọi là cây gẹo à? Cây bẹo. Cây bẹo. Bẹo cái gì bán đó. Bẹo. Còn hai bên để ở phía trước để cột dây của mình đó, người ta kêu bằng cái gì biết không? Không ạ. Giống như cái đầu con gì? Con gì có sừng đó. Con trâu á? Bổ trâu. Cái gì ạ? Bổ trâu. Bổ trâu. Bổ trâu để cột dây ghe lại đó. Bởi vì cái đó là nó chịu sức để nguyên chiếc ghe để đứng lại luôn mà. Ở đây họ có dùng mỏ leo không anh? Thì cái mỏ leo bỏ xuống đó rồi mình mới cột vô cái bổ trâu. Còn có những nhiều người khác nữa, ta mướn thợ lặn xuống dưới, ta cắm cái đổi như vậy này. Rồi ở trên ta cứ treo cái phao cho tao biết, cho ta tránh né, đừng có quấn vô dây đổi của người ta. Cái đấy thì chắc phải gần bờ đúng không anh? Thì sát bên bờ mé bên đây, cạnh bên kia xà lan rồi đi qua đúng đi lại. Đấy là không ảnh hưởng đến đường thủy. Thì dưới có nhiều cái chép phao đó, giáp tối nó sẽ chớp nhán cho tao biết. Anh ở đây nhá, anh đi nhiều, anh làm nhiều, anh thấy là khách du lịch người ta có hay bị rơi điện thoại đúng không? Kiểu người ta mải quay thì có rơi điện thoại xuống sông không? Có nhiều người sơ ý là đứng meo ở ngoài đó, rồi những cái tàu cao tốc đồ chạy tới đó, rồi nó hất luôn là cái người mất thăng bằng rồi, nó có quăng điện thoại luôn. Bởi vì đầu tiên xuống là anh phải nhắc nhở người ta. Trước khi đi đó bà con nhớ giữ thăng bằng nha. Để xuống đây không thôi tàu cao tốc rồi chạy tới xong đó, nó mất thăng bằng lắm. Em thấy tàu cao tốc chạy qua là rơi rớt lắm. Thế có cái tàu chạy An Thới hay cái gì anh nhỉ? Cái tuyến gì? An Bình. An Bình thì nó chạy không có được như dân ở đây đâu. Nó cứ chạy ào, cái dưới rồi nó quầy lên liền rồi. Bởi vì chuyến tàu của nó đi không được thoải mái. Nhưng mà nếu mà đi tàu đấy thì chơi sông này là phải đi thuyền nhỏ. Đi tàu cao tốc thì nó mất cả vui. Đúng rồi. Thì mình cứ chạy từ mình nhắn ngắm phong cảnh cho nó được rõ ràng mà. Như em vừa bay flycam bay nhanh quá, cứ bay vèo phát là hết chợ. Cứ bay vèo phát là hết chợ. Vậy là nãy em đứng bên sàn bên kia flycam đó ha. Thường thì em quay những cái điểm mà nó có quy mô lớn. Nhưng mà nói cho em hiểu rõ ràng là gì? Về cái chợ của mình đông nhất là những cái ngày gần Tết. Đó, nó mới đưa lên truyền hình là nó được đông vui là nó vậy. Đúng rồi. Bởi vì Tết đó là những cái ghe xuồng nhỏ bán phong qua đầu đầy ghe đúng hết rồi, trơn. Đúng rồi. Rồi có những cái cặp dưa cá ôm gì nè. Rồi ta để trên mui cho tao biết ghe có bán dưa chân tao ghé lại mua. Đúng rồi. Đó. Đấy là đẹp nhất đấy nhỉ. Đó. Thì nó lựa những cái dàn cảnh đó nó xuống rằng nó quay cho nó đẹp. Hợp lý về cái chợ nổi ý của khách. Có khi là gần Tết có khi lại phải vào đây nữa. Thì chính sau anh em có duyên rồi gặp em lại. Em có số điện thoại của anh rồi. Có số điện thoại. Hôm qua em lấy số anh rồi mà nhỉ. Sao hồi đi không gọi trước? Em biết nhà anh vậy thôi mà. Biết rồi, biết gần vậy rồi. Nhưng mà mình phải gọi trước. Mấy giờ đi rồi. Tặng chừa riêng cho mình một chiếc tàu. Em thôi em lợi tới đây rồi em chờ đợi nữa sao. Căn bản là thời gian em cũng nhiều. Được vậy thì nó tốt.